Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ trên tay một thiết bị đến từ nhà Vsmart và nó sẽ lên kệ trong khoảng một vài ngày tới đây. Đó chính là Vsmart Joy 3 phiên bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Và anh em hãy cùng mình khui hộp để xem là bên trong cái này nó sẽ bao gồm những phụ kiện như thế nào nhé. Và giá dự kiến của con Vsmart Joy 3 này thì theo mình đoán nó sẽ rơi vào khoảng từ 2.3 triệu cho tới 2.4 triệu tại các cửa hàng của điện thoại siêu rẻ.com. Và chiếc Joy 3 này cũng hỗ trợ QuickCharge 3.0 nha, rất giống trên Vsmart Leaf, và cục adapter này có nguồn ra tối đa là 12V và 1.5A, tương đương với 18W nha anh em. Bên trong máy thì chúng ta còn rất nhiều các cái phụ kiện ở đây nữa này. Tuy được định giá là một chiếc máy giá rẻ nhưng mà cái Vsmart Joy 3 này thì nó vẫn có bao gồm tai nghe nha. Đây vốn là điều mà các nhà sản xuất tới từ Trung Quốc đã bỏ trên các sản phẩm giá rẻ của mình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một sợi cáp Type-C ở đây nữa. Và trong cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới cái nắp này thì chúng ta sẽ có một số sách hướng dẫn sử dụng này, cũng như là một cái ốp lưng bằng nhựa silicon và cây chọc sim. Thì cũng như mọi khi thôi, mình khuyến cáo anh em nên đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ở đây có một cuốn bằng tiếng Anh nữa thì khả năng là nó sẽ xuất sang thị trường nước ngoài nha anh em. Còn ở đây thì chúng ta có một cây chọc sim thần thánh nha. Và camera chính của máy thì lần lượt là 13MP, 8MP chụp góc rộng và 2MP hỗ trợ xóa phông kèm đèn flash. Thì theo Vsmart cái máy này có thể quay được 4K ở 30fps nha. Phía sau thì chúng ta sẽ có logo và dòng chữ Vsmart và một cảm biến vân tay một chạm. Mặt lưng thì hơi cong nhẹ nên là cảm giác cầm nắm thì rất là tốt nha. Phía trước thì chúng ta sẽ có một màn hình giọt nước 6.5 inch tấm nền IPS có tỷ lệ là 20:9 và độ phân giải là HD+. Và mặt kính cong nhẹ chứ không phẳng nên là giúp máy nhìn trông khá là cao cấp nha anh em. Camera selfie 8MP với một số tính năng làm đẹp này, để nhận diện khuôn mặt này và quay full HD, và nó có thêm cả micro phụ để hỗ trợ cho việc gọi video call nữa. Phía dưới thì chúng ta sẽ có micro thoại này, loa ngoài này và cổng sạc. Thì nhìn cơ bản thì mình thấy là ở khúc này thì máy hoàn thiện nó có vẻ không được cao cấp cho lắm, những cái đường viền nó không được sắc nét cho lắm nha. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Ở bên phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có khay SIM và hỗ trợ hai SIM nano cũng như là thẻ nhớ micro SD lên đến 64GB. Và phiên bản mình đang có là RAM 3GB bộ trong 32GB. Máy thì sử dụng chip Snap 632 đi kèm GPU là Adreno 506. Thì cấu hình này theo mình nghĩ là nó cũng khá là ổn để chính các cái game nhẹ cũng như sử dụng các ứng dụng xã hội như là Facebook, Zalo, Instagram. Và máy thì có viên pin khá lớn 5000mAh cùng với sạc nhanh, thì mình nghĩ là sử dụng nguyên một ngày dài nó sẽ không thành vấn đề. Tuy là hoàn thiện nó không có cao cấp lắm nhưng với cái tầm giá này thì mình sẽ không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Và nếu anh em chưa có nhìn qua thì con này có thể nói là giống cái con Vsmart Active 3 đến 99% ở phía sau lưng. Mà sau lưng thì chúng ta sẽ có hiệu ứng gradient đổi màu rất là đẹp. Và kích thước của máy lần lượt là 165x76.4x9.19mm, có trọng lượng là 192g nên là cầm khá là đầm tay. Mình không nói về phía màn hình nha, nhưng mà nếu mà nhìn ở mặt sau lưng này thì các bạn sẽ không thể nào phân biệt được con Joy 3 và con Active 3 đâu, vì nó rất là giống nhau. Và mình không thích cái nắp lưng nhựa này của nó lắm, tại vì là nó có vẻ như là khá bám vân tay, nhìn trông rất là dơ. Thì do là một dòng máy giá rẻ nên là toàn bộ các cái khung vỏ của máy thì đều được làm bằng nhựa nha. Mình không rõ là cái phần màn hình của nó là sử dụng cái kính Gorilla Glass hay kính gì, tại vì là Vsmart thì họ không có công bố cái vấn đề này. Thực sự thì nếu con máy này có giá khoảng tầm 2.2 triệu đến 2.3 triệu thì nó cực kỳ đáng sở hữu. Và Vsmart cũng rất là ưu ái khi mà cài sẵn Android 9 trên nền VOS 2.5, tức là cái VOS mới được cập nhật nhất ở trên các dòng máy cũ của Vsmart, ví dụ như là Vsmart Leaf. Thì Vsmart 2.5 này nó có rất nhiều cái cải thiện về hiệu suất của máy. Và mình cảm giác sử dụng thì nó rất là tốt. Con chip 632 thì nó cũng tương đối trung bình. Tuy nhiên thì các cái thao tác cảm ứng thì nó cũng rất là ok.
Vậy thì bạn nghĩ sao về sản phẩm này với mức giá khoảng từ 2 triệu 2 cho tới 2 triệu 3 thì đây liệu có đáng là một sản phẩm để mua hay không? Thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo review ở các sản phẩm điện thoại công nghệ khác.